Thưa quý vị, những ngày qua, sự việc liên quan đến tịnh thất bồng lai, tên gọi mới là thiền am bên bờ vũ trụ, đã khiến dư luận xôn xao. Nhiều người đặt ra thắc mắc, vì sao tỉnh thất bồng lai vẫn chưa bị xử lý sau hàng loạt lùm xùm như vậy? Câu trả lời sẽ có trong bản tin ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Trả lời đài phát thanh truyền hình Long An, ông Hồ Trường Ca, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xác nhận, địa phương này đã làm giấy khai sinh đối với ba em bé tại tỉnh Thất Bồng Lai về vấn đề này ông hoàn nguyên đại diện tỉnh thất bồng lai cho biết các cô chỉ là mẹ của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi vì vậy việc có mẹ đứng tên trên giấy khai sinh là bình thường khi đề nghị ông Hoàn Nguyên cung cấp thêm giấy tờ chứng minh về nhân thân của các bé, ông đã từ chối vì lý do bảo mật danh tính cho mẹ ruột của các cháu. Liên quan đến những lùm xùm ở tỉnh Thất Bồng Lai, ngày 7 tháng 11, Sở Nội vụ tỉnh Long An cho biết đã có đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục đến kiểm tra tại hộ bà Cao Thị Cúc, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, nơi từng tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ông Nguyễn Văn Mừng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này nhiều lần xác định hộ bà Cúc không phải là cơ sở tự viện Phật giáo, những người ở đây đều không phải là tu sĩ Phật giáo theo quy định của Giáo hội Phật giáo Việt Nam và các luật pháp liên quan. Về thông tin nơi đây tiếp nhận nuôi trẻ mồ côi để vận động nhận nguồn tài trợ, đoàn kiểm tra xác định có 7 trẻ em sinh từ năm 2014 đến năm 2017 đều đang sinh sống với ba người mẹ ruột ngay tại hộ bà Cúc. Ngoài ra còn một bé đã được bà Cúc hoàn tất các thủ tục pháp lý nhận con nuôi và một bé được cậu ruột đến đón về sống tại Huế. Tuy nhiên, bảy bé sống cùng mẹ ruột đều không được những người lớn và mẹ ruột cho biết sự thật về thân nhân của mình. Việc những người trong hộ báo cúc đã cung cấp thông tin năm bé tham gia thách thức danh hài và các năm 2018-2019 là trẻ mồ côi cho các đài truyền hình được xác định là nhằm để thu hút sự quan tâm, thương cảm và chia sẻ của nhiều người. Về các thông tin tố cáo ông Lê Tùng Vân, 89 tuổi, đang ngủ ở đây, dụ dỗ phụ nữ, trẻ em và có những việc làm trái với luân thường đạo lý, Sở Nội vụ đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An chỉ đạo các ngành chức năng liên quan điều tra. Trước đó vào chiều ngày 5 tháng 11, trong buổi họp báo định kỳ do Bộ Nội vụ tổ chức, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin. Tỉnh Thất Bồng Lai sau này đổi tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, thực chất là cơ sở do bà Cao Thị Cúc thành lập. Bản thân bà Cúc lúc đầu xây dựng nhà riêng để ở, sau đó vận chuyển các tượng Phật và đồ thờ cúng vào đây để biến nơi này thành một cơ sở thờ tự bất hợp pháp ông nguyễn tiến trọng cho biết ban tôn giáo chính phủ đã có văn bản gửi ban tôn giáo sở nội vụ tỉnh long an đề nghị xác minh cơ sở trên ban tôn giáo chính phủ cũng đã trao đổi với trung ương giáo hội phật giáo việt nam và nhận được khẳng định tỉnh thất bồng lai không phải là cơ sở hợp pháp cùng với đó trung ương giáo hội phật giáo việt nam đề nghị tỉnh long an xác minh xử lý cơ sở trên Trả lời báo chí, đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, Công an tỉnh Long An đã dùng nhiều biện pháp tuyên truyền để vạch mặt hành vi lợi dụng tôn giáo, lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện ở tỉnh Thất Bồng Lai. Tuy vậy, Công an vẫn chưa thể xử phạt, xử lý người đứng đầu tỉnh Thất Bồng Lai là ông Lê Tùng Vân. Đại diện Công an tỉnh Long An cho biết, đây không phải là cơ sở tôn giáo nên việc xưng danh tôn giáo là không đúng. Việc lợi dụng trẻ em để kêu gọi từ thiện cũng sai. Chúng tôi đã vạch trần những hành vi trên để người dân hiểu nhưng khó xử phạt, xử lý. Việc khuất tắt trong từ thiện, kể cả vấn đề loạn luân trong tỉnh Thất Bồng Lai, cũng chưa thấy ai thưa kiện nên rất khó trong việc xử lý. Đến nay, dư luận vẫn hết sức bức xúc, mong chờ cơ quan chức năng sớm xử lý triệt để tụ điểm này. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của ID News. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký và tích chuông kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất mỗi ngày. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp Các lại bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.